Các bạn nào có thể khác gì với bạn không ạ? Bạn nào không thể tự study vào đâu ạ?
cái nó sẽ là học từ người khác, không xong thôi. Còn một cái là tự mình bản thân mình đúc kết là dung trần. Chính xác đấy ạ, và lý là rất đúng đấy ạ. Chỉ có điều là bạn sẽ đạt nó, các bạn hiểu là bạn nói gì mà. Đó, xin cảm ơn em hiểu cái nào bạn vừa nói. Mạnh dạn lên, chúng ta giao lưu mà. Em hiểu như vậy thôi, hiểu như thế nào chúng ta phải nói ra thì mới hiểu được ạ. Nhưng mà chúng ta lên, mời em đứng lên. Chúng ta thấy chưa, hai cái khác nhau rồi đấy. Mặc dù bạn bảo là bạn hiểu bạn nói gì, nhưng mà khi bạn nói lại thì lại khác hẳn. Tại sao tôi cố tình giải thích cho các bạn để các bạn nói? Chúng ta nghe, chúng ta hiểu, nhưng chúng ta biểu đạt ra là hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Một bạn nói là gì ạ? Study và learn khác nhau là gì? Study là học để nghiên cứu sâu hơn, còn learn là học các kỹ năng. Đấy, là theo bạn hiểu. Một bạn khác nói là study là gì ạ? Study là chúng ta học tập từ thầy cô, learn là chúng ta học rút ra được từ bản thân của chúng ta. Và một bạn đó là tôi hiểu ý bạn nói đúng đúng không? Nhưng lúc diễn đạt lại thì lại khác. Diễn đạt lại thì lại nói là study là gì ạ? Bạn nói là study là học. Thế chúng ta phải lưu ý là khi mà chúng ta hiểu và chúng ta phải nói lại cái hiểu đó thì mà tôi đúng theo không? Tôi đúng theo không? Từ study là chúng ta học từ mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay là đại học thì vẫn là study, là nghiên cứu, đúng không ạ? Thế còn learn là cái chúng ta học được từ cái kiến thức học đó ạ. Có phải không ạ? Nếu mà chưa đi chắc về rất là đúng không ạ? Chà, nhưng mà chắc chắn nó sẽ khác nhau giữa study và learn. Giống như chúng ta bây giờ đấy, học đại học du lịch, chúng ta học 2 năm, 3 năm, 4 năm. Sau khi học chúng ta ra trường và chúng ta thấy tốt nhất là chúng ta học được cái gì mà chúng ta áp dụng vào công việc. Đấy là phần học và học được. Và lý do tại sao tôi hỏi vừa rồi chúng ta có cái khởi động vô mắc đó thì chúng ta học được gì từ khởi động. Nếu như bạn để ý, từ bắt đầu chúng ta vào đây sẽ chẳng ra ngồi sẵn sàng. Nhưng mà mọi người lấy yêu cầu chúng ta lên sân khấu. Để mà kêu gọi được các bạn lên sân khấu thì phải mất 30 phút, phải mất những cái gì? Ngoài người hướng dẫn ra, có những người hỗ trợ, có những người MC để vận động các bạn, chúng ta cùng chúng ta liên kết nối với nhau. Chúng ta hãy để ý từng hoạt động của mình. Sau này khi chúng ta làm điều hành du lịch hay chúng ta làm bất kỳ công việc gì liên quan đến quản trị của chúng ta đều cần phải chú ý đến từng chi tiết đó, từ phần bao quát cho đến phần chi tiết, đúng không ạ? Và làm thế nào để mọi người cùng tham gia được, cùng kết nối được với nhau? Phải đấy không ạ? Tiếp theo chúng ta đến buổi giao lưu này chúng ta có mong muốn gì? Chúng ta có mong muốn gì khi đến buổi giao lưu này? Và xin mời ba bạn ba ý kiến ạ. Ít nhất là ba ý kiến để sau buổi đến nay chúng ta xem là chúng ta có đáp ứng được mong muốn của mình không? Đúng không? Đến ngày hôm nay giao lưu có mong muốn gì? Nào để cho bạn cùng ngủ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
không? Một bạn muốn biết là doanh nghiệp như nào, một bạn muốn ra doanh nghiệp chúng ta cần gì, mong muốn gì, từ phía ứng viên đúng không ạ? Xin mời một bạn là Nguyễn Thị Phong ạ. Có ai Thị Phong không ạ? Em nào Thị Phong không? Hai bạn đứng rồi, bây giờ xin mời một bạn nào. Các bạn là Thương Phương Phương, xin mời ạ. Phương, dạ. Dạ, xin mời em ơi. Em có muốn gì thì em nghe nhé. Mình vào đây là chúng ta đứng lên đi ạ, xin đứng lên. Em có mong muốn gì khi tham gia buổi giao lưu ngày hôm nay? Em buổi giao lưu ngày hôm nay thì em mong muốn là sẽ nói to một chút ạ. Có cái gì cho bản thân ạ? Cơ hội tìm được cho bản thân. À, tìm được cơ hội tìm ra cho bản thân. Chính xác luôn đấy ạ. Ờ, cảm ơn em. Chúng ta đã có ba ý kiến chia sẻ. Một bạn nói là muốn tìm hiểu về các doanh nghiệp, một bạn nói là về doanh nghiệp họ muốn tìm từ ứng viên, và một bạn muốn tìm cơ hội làm việc cho bản thân, đúng không? Rất là tốt, đúng chủ đề ngày hôm nay, đúng không? Để chúng ta xem là cuối buổi có đạt được cái mong muốn của mình không. Thì các bạn biết là nếu chúng ta học quản trị du lịch thì khi ra trường chúng ta sẽ làm công việc gì, đúng không? Đã định hướng cho mình chưa? Làm những công việc gì ạ? Làm các bạn bên cạnh đấy. Quay sang bên này nhỉ? Các ngành này thì chúng ta có thể hướng trong
quá trình học hoặc là chúng ta đã có kinh nghiệm thực tế. Nhưng chúng ta đến đây giao lưu không phải để hiểu là công việc sau khi ra trường là cái gì, mà chúng ta cần biết là chuẩn bị cái gì, đúng không? Như bạn nói rằng là em muốn tìm hiểu về doanh nghiệp, và bạn nói em muốn là doanh nghiệp họ mong muốn gì ở chúng ta, đúng không ạ? Thế thì để chuẩn bị cho sẵn sàng việc đó thì trước khi mà chúng ta chính thức đi làm, chúng ta phải biết các bước chuẩn bị là gì, đúng không ạ? Các bạn định hướng làm một doanh nghiệp du lịch thì chúng ta thấy rằng là đầu tiên chúng ta phải định hướng là chúng ta công việc nào phù hợp với mình đã, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đi học ở quản trị du lịch thì chúng ta định hướng việc đầu tiên là các công việc sau khi ra trường, rồi định hướng cái việc nào nó phù hợp với mình. Có phải đấy không ạ? Các bạn im lặng. Có phải đấy không ạ? Nếu đồng ý thì giơ tay lên xem ạ. Có đồng ý đấy không ạ? À, chỉ có 2-3 bạn đồng ý thôi, còn tất cả đồng ý. Thế các bạn có ý kiến khác như thế nào ạ? Dạ. Nếu không đồng ý thì có ý kiến khác như thế nào? Các việc đầu tiên là chúng ta xem là công việc sau khi ra trường là những công việc gì và công việc nào thì phù hợp với mình, đúng không ạ? Bước đầu tiên. Nếu như chị không thấy giơ tay, chắc là không đồng ý ý kiến nào, đúng không ạ? Em cho ý kiến là sao chúng ta sẽ làm gì ạ? Đấy là mong muốn của nhà tuyển dụng nhé.
nhà tuyển dụng họ chỉ tuyển những người phù hợp với công việc họ tuyển thôi. Mỗi một công việc họ thường đưa ra tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5 tiêu chí. Và thông thường là họ đưa ra 3 đến 5 tiêu chí chung để họ lựa chọn. Sau khi các bạn tìm được nhà tuyển dụng phù hợp với mình rồi, trong này lưu ý nhất, nhiều bạn là cứ làm cái CV chung xong để lên mạng hoặc là gửi đi rất nhiều nơi để xin việc. Thậm chí khi nhà tuyển dụng họ gọi đến các bạn cũng biết đấy là cái nơi mà mình đã ứng tuyển rồi. Thì cái đấy là cái tránh sơ đồ đấy ạ, không nên làm như thế, chúng ta không tập trung. Chúng ta hãy chọn nhà tuyển dụng lên mạng, chúng ta sẽ chọn xem là nhà nào phù hợp với mình thì nghiên cứu kỹ về họ, sau đó mình mới nộp CV. Và mình nộp CV vào nơi nào mình biết chắc chắn là nơi đó mình muốn phải, đúng không ạ? Thì đấy là cái bước 4 là chúng ta tìm đơn vị tuyển dụng để ra nộp hồ sơ. Thì khi chúng ta chuẩn bị hồ sơ tuyển dụng ấy, nó không giống như cái CV lúc đầu tôi hỏi bạn đâu. CV lúc đầu chúng ta làm cái CV về bản thân mình, đúng không ạ? CV về bản thân, hồ sơ cá nhân và hồ sơ năng lực, như thế là khung chung. Khung chung đấy thì bạn có thể đẩy lên 15 bước để ra tìm người việc của mình rồi đấy. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đã lựa chọn được nhà tuyển dụng rồi thì chúng ta sẽ viết đơn xin việc và viết hồ sơ tuyển dụng chúng ta phù hợp với cái đơn vị tuyển dụng đó. Vì như vậy thì cơ hội trúng tuyển nó sẽ cao hơn, đúng không ạ? Trong phần hướng dẫn viên du lịch thì tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn ở đây. Tôi thấy có một bạn giơ tay, không biết là các bạn mà ở trên này cũng hỏi sao lại các bạn nghề của em các bạn hãy chia sẻ hay là các bạn có một hướng khác. Nhưng tuy nhiên bất kể một công việc nào các bạn chọn thì tìm hiểu nghiên cứu về nó. Ví dụ khi chúng ta định hướng là chúng ta làm hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta phải hiểu là công việc của hướng dẫn viên du lịch là cái gì, là những gì. Như bạn nói là em phải đi tập trước khi ra trường, sau khi ra trường thì em đi làm luôn. Nhưng chúng ta ở đây chúng ta nên được trao đổi với nhà tuyển dụng họ cần gì chúng ta, và chúng ta phải có những tiêu chí nào phù hợp với nhà tuyển dụng, làm sao mà cho hiệu quả nhất. Thì chúng ta đã có các bước chuẩn bị năm bước, đúng không ạ? Vị trí công việc chọn được phù hợp, chuẩn bị CV khung và tìm nhà tuyển dụng, rồi sau đó lại chuẩn bị hồ sơ để phù hợp với nhà tuyển dụng. Thế tuy nhiên cái mà quan trọng nhất ý, là đối với ngành nghề chúng ta, nếu như các bạn chọn làm marketing du lịch, nếu các bạn chọn làm kế toán, làm điều hành, làm quản lý, chúng ta phải được học xong và chúng ta phải đi làm luôn. Nhưng nếu chúng ta chọn hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta cần phải cái những cái gì để chúng ta được ngành nghề của mình, các bạn có biết không? Xin hỏi lại bạn, em có biết, có tìm hiểu về đó không ạ? Để làm hướng dẫn du lịch thì em phải làm gì? Cảm ơn hai bạn chia sẻ rất là đúng. Khi chúng ta chọn nghề
chọn công việc mình ra phải lưu ý là hai mặt, một là về mặt chuyên môn và hai là về mặt pháp lý. Các bạn nói rất đúng đấy. Và chuyên môn thì các bạn cần phải có chuyên môn về du lịch. Ngoài chuyên môn chính ra, chúng ta phải có các kỹ năng mềm như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư viết, đúng không? Hoặc là nếu các bạn dẫn một đoàn tour là các bạn có kỹ năng lãnh đạo quản lý nữa. Rồi ngoài chuyên môn đó ra thì như bạn Thắng có chia sẻ là chúng ta phải có pháp lý để làm được hướng dẫn viên, để làm được hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta phải có thẻ hướng dẫn viên du lịch, và chúng ta phải hiểu là hướng dẫn viên gồm những loại gì, hướng dẫn viên du lịch nội địa hay hướng dẫn viên du lịch quốc tế hay là hướng dẫn viên du lịch trải nghiệm. Những cái này chúng ta đọc ở đâu ạ? Đọc trong luật du lịch, đúng không ạ? Luật du lịch chúng ta đọc từ năm 1960, đúng không? Tất cả những cái đó là liên quan đến công việc của chúng ta. Nếu như các bạn đi hành nghề mà không có thẻ, chúng ta sẽ có các rủi ro pháp lý lại. Đó là phần chúng ta sẽ chọn vị trí công việc, vị trí phù hợp với mình. Phần này chắc tôi nghĩ là các bạn đã biết rất rõ về phần này. Chúng ta chỉ đi nhanh ra, vừa rồi nói là CV, hồ sơ xin việc. Lúc đầu nói là CV, CV chỉ là cái hồ sơ lý lịch, hồ sơ cá nhân thôi. Chúng ta đã chuẩn bị gồm các cái phần thông tin cá nhân, học vấn bằng cấp, đúng không ạ, kinh nghiệm làm việc. Đấy là CV, hồ sơ xin việc thì lại khác. Hồ sơ xin việc đây là hồ sơ khung. Chúng ta bao giờ cũng phải có một cái đơn xin việc. Bao giờ thì chúng ta phải có đơn xin việc với cái sơ yếu lịch. Sơ yếu lịch thì thông thường tùy với đơn vị. Có đơn vị thì yêu cầu bằng tiếng Anh, đơn vị yêu cầu bằng tiếng Việt. Đối với việc tiếng khác thì chúng tôi yêu cầu bằng tiếng Anh. Bởi vì đây là việc quốc tế. Và giờ đây là cái hồ sơ chung để apply vào. Chúng ta không phải là vào đến nơi cần hiểu đâu, mà trước khi làm chúng ta phải tìm hiểu lễ tân họ làm cái gì.
viện và đã có tìm hiểu về bệnh viện. Tương tự như vậy, tôi đã nói với các bạn là khi chúng ta chuẩn bị hồ sơ thì chúng ta xin là đơn vị nào thì chúng ta cần tìm hiểu về đơn vị đó để chúng ta hiểu công việc đó là gì. Công việc đó là gì nói chung nhé, và công việc đó tại đơn vị đó là gì. Ví dụ lễ tân tại bệnh viện để phát nó khác với lễ tân ở khách sạn để làm. Nó có điểm gì đặc biệt để chúng ta cần phải nhấn mạnh và cần phải nhớ. Tại sao trong 100 hồ sơ chúng ta lại phải chọn mình, đúng không ạ? Mình có điểm gì khác biệt? Đấy là điều chúng ta cần phải ý. Thái độ về kỹ năng. Kỹ năng là do qua rèn luyện mà có. Nếu như các bạn học ngồi trên ghế nhà trường đã thực hành rồi, các bạn sẽ biết nhiều có một số kỹ năng làm việc rất là tốt. Chính vì vậy người ta học và hành thực hành thường xuyên. Nhưng quan trọng nhất của ta vẫn liên quan đến cái thái độ, bạn nói rất thường nhất, thái độ của mình với công việc. Chúng ta gặp nhau rồi, kỹ năng chúng ta có những bạn sẽ nổi trội hơn là khi chúng ta đã làm việc. Và thái độ cũng được với công việc. Nhưng khi đi phỏng vấn, khi người ta hẹn phỏng vấn mình đến đúng giờ hay là đến muộn ạ? Nếu bạn ra để tuyển dụng, bạn thấy các bạn đến muộn thì sẽ tính như thế nào? Thông thường để tuyển dụng, người ta sẽ muốn bạn là không phải đến sớm quá đâu. Chỉ đến đúng giờ hoặc đến trước giờ một chút. Và chúng ta chuẩn bị gì? Khi đi phỏng vấn, grooming ạ, tóc tai, quần áo phải nghiêm túc, thái độ nghiêm túc trong cái công việc. Và chúng ta phải tôn trọng người sử dụng và chúng ta đến đúng giờ, đúng không ạ? Phần chuẩn bị phỏng vấn là chúng ta có chuẩn bị quần áo trang phục để chuẩn bị kiến thức, kỹ năng và thái độ cho phù hợp này. Đây là chuẩn bị về phỏng vấn nhé. Còn chuẩn bị đi làm. Chuẩn bị đi làm thì sao? Các bạn có cần quan tâm đến chuẩn bị đi làm không ạ? Các bạn có chuẩn bị đi làm ra phải làm gì ạ? Nào một ý kiến nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian thì chúng ta nên nhanh nữa. Các bạn có thể tìm hiểu thông tin trên website hfh.com.vn. Tôi xin nhờ một phút.
nhanh qua các chương trình về bệnh viện Việt Pháp. Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội thì có trụ sở chính ở số 1 Phương Mai. Và các chuyên ngành chính là về nội đa khoa, gây mê hồi sức, chăm sóc tích cực, nhi khoa và sơ sinh, tim mạch, nội thần kinh, hô hấp, dị ứng, tiêu hóa, da liễu và da liễu, trị liệu tâm lý, chấn thương và tình hình, phẫu thuật thần kinh, tiết niệu, phẫu thuật cổ bụng, tai mũi họng, sản khoa, mắt, viện khoa, nha khoa và chỉ nha. Các dịch vụ chính, các dịch vụ chính của bệnh viện là về tai nạn và cấp cứu, dịch vụ cứu thương, khám sức khỏe cho cá nhân và tổ chức, có phòng xét nghiệm, có chẩn đoán hình ảnh, có vật lý trị liệu, có khoa dược, thai sản, chọn gói. Chương trình HLAP chăm sóc tích cực nội trú ngoại trú và lưu viện hàng ngày. Và cái slogan của bệnh viện là rất gần với bạn, rất gần với bạn. Cơ hội nghề nghiệp của bệnh viện Việt Pháp như các bạn là có thể biết là bệnh viện Việt Pháp chúng tôi đang có dự án mới sẽ tăng cường từ 68 giường lên 170 giường. Chính vì vậy từ nay đến năm sau chúng tôi sẽ tuyển nhân viên từ 300 nhân viên lên 600 nhân viên, rất nhiều cơ hội để làm cho các bạn. Và đây là các vị trí các bạn có thể tham khảo. Đối với khối ngoài y tế có vị trí lễ tân, kế toán, nhân viên IT, nhân hành chính, thư ký, nhân viên kỹ thuật, nhân viên nhà hàng, đầu bếp. Bạn muốn làm đầu bếp thì có thể tham khảo về lên website hhh.com.vn. Đối với Việt Pháp Hà Nội thì chúng tôi có tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà tuyển dụng về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và ngoài ra các gói lương chi trả rất là hấp dẫn. Sẽ có phần lương 8 bậc cho mỗi một vị trí. Đối với lễ tân, vị trí thấp nhất đó là 8 triệu và chúng tôi đóng bảo hiểm đầy đủ trên cái khoản lương này. Các chế độ khác sẽ được chăm sóc sức khỏe cho cả nhà. Cơ hội đào tạo thì sẽ được học trong nước và ngoài nước tùy vị trí. Đấy là phần tuyển dụng của bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Trước khi kết thúc thì tôi rất mong muốn các bạn là hãy mạnh dạn lên, là chúng ta làm du lịch thì mạnh dạn hơn nữa và hãy giao lưu nhiều hơn để chúng ta có thể học được từ phần ta giao lưu. Thank you.